ba dương cỡ trong nhà ba trên lầu ta có bắt gì đây. Lầu làm gì có hồ bơi? Có. Đây là hội những người nói xấu. Tôi xin làm chứng và quay video clip này. Ai mà tên Bảo Châu thì hãy vào đây. Có hai con mắm già đang nói xấu. Đây tôi cận mặt luôn. Giấu mặt. Giấu mặt. Hôm nay biệt thự của Lê Giang có rước hai con cá mập già. Rồi nước ấm hả chị? Ấm lắm luôn. Vậy hả? Nước ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy hả? Ok ok. Vậy nãy giờ em tưởng nước lạnh quá em không dám tắm. Vậy hả? Rồi thể theo lời yêu cầu của hai con mắm già này thì tôi sẽ nhảy xuống tắm. Quý vị ơi, thì hiện tại thì cái hồ này nó thiếu cái phao. Tôi sẽ xuống liền để mà hỗ trợ hai con mắm già này. Xuống luôn đi chị Ben. Còn đây là Việt Kiều ở Paribanai là phân xe ở đó sửa cho rồi mình cho mẹ xin bố cô ba rai rộn nó ba rai làm tôi lẹo luôn rồi ba rai. Dạ chị Bảo Châu ơi, clip này chị phải vô chị coi. Trời ơi, công nhận hai con mắm này vui quá. Làm như mới đi mới biết bơi vậy đó. Mới đi thấy hồ bơi, trời ơi. Mà người ta tắm á, người ta phải bận bikini. Nè chị quay cho em đi chị. À chị giữ nha. Đó. Người ta tắm người ta phải bận bikini nè, coi em cởi nè. Mọi người ơi, bây giờ mấy chị này tắm mà bận đồ vậy chắc khoan cho gửi cởi cái áo này nè. Mày không tắm này cậu ơi. Mày không uống nước. Mày uống nước. Uống nước má ơi. Mày á bưởi. Đây mắt luôn. Bà Lê số thường thường bà cũng hay tắm, người ta xong đây bấm. Ờ, vô kêu Út hay tắm đi. Chắc chiều Út cũng tắm. Ấm lắm. Ừ. Ấm luôn. Kêu ông Năm nghe luôn. Kêu ông Năm nghe luôn. Trời ơi, chị kêu Út gì đâu. Hả? Nó trái rồi, xin lỗi. Em bận không trái. Trời ơi, quý vị ơi, xong rồi. Có tức tắc đâu mà có mát lắm, mát lắm.
chưa. Cậu ơi, mẹ đi, mẹ ra đi. Lê Thị Út, Nguyễn Văn Tết. Hai em ra chị nói nghe. Hai em Út ra tắm kìa. Hai em ơi, hai em ơi. Hai em chơi kỳ quá trời. Hai em ờ chốt hết rồi. Hai em đi nghỉ dưỡng nè. Đi nghỉ dưỡng phải tắm chứ nè. Em Nguyễn Văn Tết. Em Nguyễn Lê Thị Út. Cậu Châu ơi, đi ra đây nhậu nè. Đi ra đây tắm hồ bơi nè. Có gọi nó không? Ờ, sao chị xíu gọi. Gọi ai? Cậu Châu. Nãy ai gọi không nghe đó. Trời ơi, mấy cụ không có bắt máy. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi Út ơi, Út tìm luôn mà cũng bắt máy. Ủa vậy hả? Chơi kỳ quá. Chơi kỳ quá vậy. Không chơi gọi. Chơi hứa. Bảo Châu ơi, ở đây nên nói thiệt á, không ai chơi hứa như chị đâu. Bây giờ tới tôi nữa ráp lại nói xấu chị luôn. Chị nhớ coi cái clip này nha, đừng bỏ qua cái clip này nha. Chị hèn lắm. Chị nghe lời chồng chị vợ yêu rồi chị khoái. Chồng chị nói vợ yêu cho nên chị khoái đúng không? Được rồi, chị ôm đi. Chị hãy ôm chồng chị đi để chồng chị nói vợ yêu. Hả? Để thâu video thôi phải không? Đó, video để đưa lên YouTube đó. Rồi đâu hả? Đó, YouTube đó. Đó, nãy giờ nó có bánh quay nha. Đây là Nguyễn Thị Xuân, đường Bùi Thị Xuân. Còn đây là Nguyễn Thị Lê Giang, còn đây là Nguyễn Thị Xuyến. Chị Xuyến tên thiệt là gì? Nguyễn Kim Xuyến. Nguyễn Kim Xuyến. Nguyễn Kim Xuyến. Gia đình dòng họ Nguyễn. Sáng xuất giang hồ. Đó. Ôi em không ngờ nước nó ấm chứ em tưởng là nước à, lạnh. Cùng họ cùng tên với Xuyến kia. Ủa vậy hả? Xuyến Xuyến nào? Xuyến Vạn Lâm á. Ủa vậy hả? Ở nó tên Nguyễn Kim Xuyến. Mọi người ơi, lâu lắm rồi. Kể như là cũng như là 2-3 tháng rồi đó. Thấy không? Mọi người thấy không? Không có thời gian mà ra để mà chăm sóc nhà cửa luôn. Hôm nay là tại vì có mấy chị ở bên Pháp, rồi mấy người chị ở Việt Nam, rồi có cậu ở bên Úc, cho nên là Lê Giang về đây chơi, ăn uống nghỉ ngủ, ngủ nghỉ đó. Rồi mà mấy chị nào mà muốn mà massage cổ vai gái sẵn quảng cáo luôn. Chẳng tên Nguyễn Văn Cừ, 160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất, phường Nguyễn Cư Trinh. Mọi người nhớ tới ủng hộ Lê Giang nha. Giá cả rất là rẻ mà làm chất lượng lắm luôn á. Dạo này là trời ơi, tao nói khách quá trời đông luôn mọi người ơi. Khách đông dễ sợ. Chị tắm đó cũng quảng cáo. Khách đông mà đó, trời, mọi người ơi vui dễ sợ luôn. Mà tranh thủ ra không? Đó. Mọi người ơi, mọi người ơi, mình đã từng đến spa Lê Giang rồi nha mọi người. Đó, thấy chưa? Okay, làm đã lắm. Mọi người. Một xíu lại em hả? Hả? Trời ơi. Có chị lại hôm bữa với chị lại với bà Xuyến đó. Trời ơi. Chị thì nói chị này chứ bị khùng khùng rồi ha. Chúng nói vậy. Thôi chị cất máy em luôn đi. 160 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất nha mọi người ơi. Chị Ben ơi, chị cầm cái máy nãy giờ xéo trơn vậy đó. Cái chị mặt Ben. Em lại chị. Rồi chị ơi, ốp đi chị. Bye bye mọi người.